Thank you.
Vâng.
Có đâu, bên ấy kìa. Ăn gì đi qua bà đấy đâu mà xả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó chưa muộn rồi. Thấy bao giờ ở đâu về này? Con này nó bắt một sợi tí. Thuốc lá được không?
Ô kìa anh ơi. Cho 3 cân đi. Em à, em ăn bao giờ đi nha. Ủa, hôm nay là gà nó to lên truyền hình đấy. Đây, đây là tiền. Cho nó bà bằng có cái bánh xẻ nào nhỉ?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Cái này cứ thái nó sai quá thì mình hỏi.
có loại này thơm ngon lắm. Em bán 5.000 cân anh ạ.